Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người một cái cây địa lan, đó là cây địa lan Hoàng Tuyết Tố. Đấy, cái cây này thì gọi là Hoàng Tuyết Tố, tự về cơ bản thì nó cũng có năm xanh năm vàng thôi. Cây này thì cái dáng lá của nó thì khá là giống cây đại hoàng cánh thủy tiên. Và có một cái đó chính là hai cái cánh đài trong của nó là gần như lúc nào cũng đóng, chứ nó không mấy khi nó mở rất là ít. Đấy. Thì năm nay thì do là cái địa lan nó cũng không được thực sự là đẹp như là những cái năm trước, thì năm sau năm thì nếu như có đẹp hơn thì đẹp thì em vẫn sẽ quay lại video những cái cây mà năm nay nó chưa được đạt. Thì cái cây Hoàng Tuyết Tố này thì nó là một cái dạng địa lan xuân, nở có thể vào dịp Tết hoặc là vào dịp mùa xuân. Nhưng đây là cái cây địa lan xuân thì nó thường sẽ nở vào dịp mùa xuân là chủ yếu, và dịp Tết Nguyên Đán thì cũng đang là mùa xuân mà, thế nên là nó có thể nở vào dịp đúng Tết Nguyên Đán hoặc là nở sau Tết Nguyên Đán, thì nó phụ thuộc vào thời tiết và cách chăm sóc. Khi thời tiết nắng nóng hoặc là nắng nhuận thì sẽ tỷ lệ nở hoa đúng Tết sẽ cao hơn. Còn khi mà cái thời tiết lạnh thì tỷ lệ nở hoa đúng Tết thì sẽ thấp hơn. Thường thì sẽ vào ra riêng là nhiều. Với những cái cây địa lan rừng, cây là địa lan xuân. Địa xuân xiên xe địa xuân. Cymbidium xiên xe, cái này thế giới có người ta gọi là mạc xuân. Những cây này, cái này mạc xuân đột biến. Đấy, thì những cái cây xuân lan này mà hoa xanh vàng thì đa phần là cây đột biến từ cây mạc xuân mà ra ở Việt Nam. Nên là Việt Nam rất là nhiều cây đột biến rất là phong phú và rất là giá trị và quý. Nhưng là do là dòng địa lan chúng ta là cái khả năng chăm sóc cái thứ là nó còn chưa được thực sự tốt, nên là nó cũng chưa được thế giới biết đến nhiều. Thì đây thì em cũng xin phép là giới thiệu một chút về cái bông hoa của cái cây đây, anh chị thấy không ạ? Đấy, hai cái đài trong của nó là luôn luôn đóng, ít khi nó mở. Đấy, anh chị thấy không ạ? Ba cái đài ngoài thì nó vẫn nở bình thường, đúng không? Hai cái đài trong hay khép này. Nó vẫn mở nhưng nó mở ít. Đấy, thế nên là cái giá trị của nó khi mà nó mở ra hơi hé ra là cánh bướm ấy, thì rất là đẹp và đắt tiền. Trong nghệ thuật chứ cái này trông che hết này thì chả nhìn thấy ở trong đâu. Đấy. Làm sao mở nó vừa phải, mở hơi hé là đẹp. Và cái này vai xuôi. Đấy, đúng không ạ? Thì cây Hoàng Tuyết Tố này nó cây rất là thân lá lại rất đẹp. Đấy, thì em sẽ giới thiệu đến mọi người về cái cây địa lan Hoàng Tuyết Tố này. Cái cây địa lan Hoàng Tuyết Tố này thì là nó là cây địa lan đột biến của mạc xuân nên hoa xanh vàng. Nó sẽ có mầm và thân cần này. Cần hoa này sẽ xanh vàng, xanh sạch, không bị ám tím, ám hồng. Lá của nó thì như cái lá này thì nó dài khoảng từ đây, như cái lá này mọi người nhìn đấy, đây như cái lá này thì nó dài khoảng tầm độ 40 đến 50 cm, có thể là 60 cm đấy. Và nó to, cái điểm to nhất của nó khoảng 3 cm hoặc là 3,5 cm. Lá của nó khá mịn, anh chị có thể nhìn lá đấy. Lá của nó khá mịn và ít bị gập, có nghĩa là bị răn ấy. Đấy, đây, anh nhìn cái dáng lá rồi, khá là mịn và lá bầu tròn, dạng như cái đại hoàng cánh thủy tiên. Đấy, đây anh chị có thể, đương nhiên là nó không thể cong vút và thẳng tắp được, nhưng mà đấy, dạng lá. Và ở đuôi lá này nó hơi kiểu dạng cái thìa một chút, anh chị thấy không ạ? Hơi như kiểu cái thìa ở cái đoạn đuôi đây này, đoạn này, đoạn đầu tay em. Đấy là một số cái đặc trưng của nó. Dáng lá giống cái, bởi vì cái cây đại hoàng cánh thủy tiên nó là cây rất là trung trung, nên là em cứ, và nó dễ nhận ra nên là em cứ vịn vào nó. Hoặc là mấy cây truyền thống ấy, thì anh chị mình nhìn mình cần nhớ được, cần tưởng tượng được, chứ không thì không nhớ được. Khó lắm, địa khó nhớ cây khủng. Nó vẫn có những cái lá như này, đây nó cũng bị răn này, bị gập này, hai điểm gập, nó rất là nhỏ thôi. Đấy, nhưng mọi người cần chú ý. Tiếp theo là em sẽ nói đến cái phần hoa của nó. Hoa của nó sẽ nở vào dịp mùa xuân, nên nãy em nói rồi, mùa xuân
là chủ yếu, hoa màu xanh vàng có hương thơm. Thì hoa của nó thì trên một cần nó khoảng từ 5 đến 15 bông. Cây này thì nó khá là nhiều hoa đấy, nó 7-8 bông trở lên, nó khoảng từ 10 bông bình quân đấy, khoảng 8 đến 10 bông là bình quân, còn không nó sẽ 15 bông với những cái cây cần to. Đấy, như cây này thì là nó là một cái cây cần khá là bé, cần hoa khá nhỏ, bông lại to. Đấy, mà cần nhỏ bông to này thì người ta hay gọi là cần tăm. Đấy, các bác hay gọi là cần tăm. Còn như cây này thì nó lại không được ôm cần lắm. Với những cái cây mà ôm cần ấy, thì hoa nó sẽ ôm cần ở đây hơn, nó sát đây hơn, ôm cần. Có nghĩa là cần hoa của nó mà đây này, như này là không ôm cần lắm, bởi vì nó doãng ra xa, cái tay hoa của nó này, ra xa. Nhưng khi mà tay hoa nó gần vào đây thì người ta gọi là ôm cần, thăng hoa. Đấy, nhưng cây này thì nó chưa thực sự là thăng hoa lắm, ôm cần lắm, chứ thăng hoa thì nó vẫn là thăng hoa rất là đẹp rồi. À, cái cây này thì những cái em cắt nhiều đâm là trông nó hơi xấu, nhưng thực ra là cái địa lan này để mà lá nuôi mịn tít thì nó hơi khó, thì mình trình độ bên mình chưa, ở Việt Nam mình chưa cao, phân thuốc thì mình dùng nó cũng còn hạn chế, và nhiều cái học thức của mình nó rất là khó, và khí hậu môi trường nó cũng rất là khắc nghiệt ở Hà Nội, nên là nó rất là khó, nên là lá nó hay bị đốm này, mình hay cắt đi, bị đốm lá như này. Đấy là một trong những cái mà luôn xảy ra ở địa lan và gần như không thể chữa khỏi hoàn toàn được. Cái đấy là điều rất khó trong địa lan. Cái hoa của nó thì em sẽ nói về cái hoa của nó. Hoa của nó là hoa màu xanh vàng. Thường cái tỷ lệ 5 nở vàng cao hơn, nhưng mọi người nhìn ở đây có thể trông nó hơi xanh vàng, đúng không ạ? Cần hoa nó rất là bé, nhưng mà bông hoa lại to, sai bông to trông cần nó nhỏ đâu, trông cần tăm. Anh chị có thể xem lại một số cái video của em trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy, thì em cũng nói là cây nào cần to ấy, thì là cần to, thì người ta gọi là cần thô, còn những cái dạng cần như này thì người ta gọi là cần tăm. Đấy, các bác chơi thì gọi là cần tăm, cần nhỏ, và bông hoa vẫn to, nó rất là đẹp. Nhưng cây này nó không phải là cây cần tăm, cây này gọi là cần này là vừa phải thôi, bởi vì nó cần nọ cần kia. Đấy, thấy không ạ? Nó cần nọ cần kia. Nhưng mà nó không phải là dạng cần thô, nó là dạng cây được cân đối, chứ nó không phải là cần thô. Mặc dù cái cần bên này thì nó xem nhau đang bắt đầu nở, rất là đẹp. Lá xanh vàng, hoa xanh vàng. Hương rất là thơm, nở dịp Tết Nguyên Đán. Nở dịp mùa xuân, em xin lỗi. Đấy, thì cái cây này thì nó có hai cái cánh đài của nó ở dưới là hơi vai xuôi. Vai hơi xuôi, đây. Mọi người nhìn bông này ạ. Đấy, hai bông này, bông nào vai nó cũng xuôi cả. Nó hơi xuôi. Nếu như mà nó mà căng lên được một chút thì nó cao lên tí tầm này này. Đấy, thì nó sẽ đẹp hơn. Đấy, vai nó ngang hơn thì nó đẹp hơn. Và có một cái nhược điểm của cây này đó chính là cái cây này cánh của nó hay cụp vào. Đấy, cũng có thể là do bị ong châm, nhưng thường thì nó là như vậy. Thường thì nó là cánh hai cái đài của nó là ôm sát để che trụ nhụy. Thì đấy nó cũng là một cái đặc trưng riêng của cái cây này. Thì anh chị có thể xem một số những cái video khác ấy, thì có cái đài, hai cái đài trong nó mở ấy, thì nhìn nó đẹp hơn, hoặc là mở ít, hoặc là mở kiểu dạng cánh bướm ấy thì nó đẹp. Dạng cánh bướm thì nó có cái cây xanh cánh bướm ấy, thì đấy là mọi người cũng xem lại cái video đấy thì mọi người sẽ biết là cánh bướm nó hơi mở ra nó sẽ rất là đẹp. Nhưng còn đây thì hai cái đài trong của nó che hết, đâm vào trong bông hoa nó hơi khó nhìn. Còn địa lan này thì mình tìm hiểu nó thì nó rất là rộng và rất là khó nhớ, thế nên là anh chị có nên xem lại những cái video đó để mình tìm hiểu và mình biết thêm nhiều cái loại dạng cần, dạng cánh và dạng cánh đài, dạng cánh thì mình tìm hiểu thì mình biết được rằng sự độ đẹp của nó và cái sự cảm nhận của mình sẽ mới có cảm xúc dần lên. Chứ còn thực ra địa lan này nó rất là khó. Thế nên là thường những các bác chơi lâu năm thì các bác chơi địa lan là nhiều, bởi địa lan này khá tinh túy và sự cẩn thận nó nhiều hơn. Người ta chơi từng cái chi tiết nhỏ nhất, từ cần hoa to nhỏ, xong đến tay hoa, ôm cần, thăng hoa. Thăng hoa nghĩa là vươn lên như này thăng hoa này. Như cây này nó xoay ngang này thì gọi không thăng hoa, nhưng cứ lên như này là thăng hoa. Nhưng không phải cây nào nó cũng lên đâu nhá. Có những cái gì xoay ngang hoặc xoay ít. Như cái cây này khi mà nó sát vào đây thì người ta gọi là ôm cần, vịn cần. Đấy. Thì có nghĩa là nó có rất là nhiều cái yếu tố rất là hay. Thì các anh chị cùng tham khảo thêm và tìm hiểu để chơi và nuôi trồng những cái giống này để bảo tồn.
bởi vì những cái địa lan này nuôi khá là khó và nó không đơn giản và dễ nuôi trồng mà nó đẻ nhiều như các loại khác. Địa lan nuôi lâu hơn và đẻ chậm hơn. Thì mọi người cùng nhau để nuôi trồng và bảo tồn những cái giống lan quý của Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ em. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video khác, những cái địa lan khác cũng như các loại hoa lan khác. Gửi đến mọi người, xin cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào.